chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thắng Mekaxích Nông Cơ Duy Hải ha. Ở đây là cái bảng mọi người có thể đặt hàng của bên em nhé. Đó, hai số hotline, hai số hotline bên em ha, Zalo hết mọi người ha, Facebook là Thắng Mekaxích và YouTube là Nông Cơ Duy Hải hoặc là Thắng Mekaxích ha, em có hai kênh và trang web là nongcoduyhai.com nha mọi người ha. Mọi người đặt qua trang web nongcoduyhai.com sẽ được giảm giá nha mọi người ha. Giảm giá 100k khi mua sản phẩm của trên shop trên trang web ha. Thì trên trang web bên em mà có đầy đủ phụ tùng phụ kiện thì trên đó mọi người có thể đặt mua ở trên đó dùm em nhé. Rồi hôm nay em giới thiệu mọi người một con máy cưa trong gia đình, Zenox Komatsu G3500EZ nha mọi người ha. G3500EZ. Thì con này thì EZ là nó có trợ lực nha mọi người ha. Nó có trợ lực. Con này là con cưa đời mới. Cưa đời mới có trợ lực. Thì ở con này thì nó là dùng trong cưa trong gia đình. Dùng cho các bác cưa trong gia đình mà muốn máy ngon, dễ nổ, ít sửa chữa và đời mới, đời cao thì mọi người dùng con máy này giùm em. Đó. Về dung tích xi lanh của nó là rơi 35cc ha. Số đó mọi người ha. G3500EZ. À, là khoảng 35cc. Bít tông con này rơi vào đâu đó là tầm khoảng 37 đến 38 ly. Và nòng là nòng đứng ha, nòng hướng đứng lên. Thì máy có ở đây có hệ thống bơm xăng này. Hệ thống bơm xăng này. À, giúp tế khởi động dễ nổ này. Chốt le gió tự động. Công tắc. Chỗ này là bình chứa nhiên liệu của máy. Và đây là bình chứa nhớt thải này. Bộ khởi động trợ lực kéo thả là nổ thôi. Ở trên đây là bộ khóa hãm xích luôn này. Đó, còn sử dụng tốt nha mọi người ha. Hệ thống làm rung của máy thì được thiết kế bằng phục nhúng lò xo, cực kỳ êm ái nha mọi người ha. Cực kỳ êm ái luôn. Hệ thống bằng lò xo. Và mặt ốp lam đây mọi người, sử dụng hai ốc luôn. Hai ốc chân lam. Đó. Rồi còn về phần lam xích thì tổng độ dài của nó là 42 cm. Và phần có thể cưa được là 35cm nha mọi người ha. 35cm. Máy trợ lực đời mới, nhẹ nổ. Bây giờ em sẽ test cái máy cho mọi người xem về con máy này ha. Cái con này, máy này cam kết nguyên rin và hàng sản xuất tại Nhật nha mọi người ha. Sẽ để đây và em sẽ test nổ cho mọi người xem. Mọi người để lâu mọi người bơm xăng vào lên, kéo le gió thôi. Lưu ý bật công tắc rồi mọi người giật. Hàng này trợ lực mọi người kéo giùm em nhé. Kéo khi nào nghe tiếng ho nổ thôi. Đó, nó nổ tiếng đẩy vô. Mọi người giật tiếp. Nó chạy trước từ bóng ra. Để trên này nó cũng êm á, nên là khi nổ máy nó rung quá. Rất là êm luôn mọi người ha. Cực kỳ nhẹ nổ nữa. Đó. Hàng hệ nha mọi người ha. Hàng này hàng hệ. Để cho các bác mà sử dụng trong gia đình, máy muốn ngon, nhẹ nổ, dễ nổ, dễ xài cho mọi người dùng cái máy này giúp em. Cắt bao chất luôn. Cắt bao chất luôn. Đẹp, nhẹ, tẩy xăng dễ nổ nữa. Con này thì thích hợp cho bác cưa trong gia đình là quá ok, quá tuyệt vời luôn. Giá bán của sản phẩm bên em bán cho mọi người với giá là 2.800.000 đồng. Giá trên nó bao gồm phí vận chuyển nhé. Tặng kèm cho mọi người khoảng 4 món phụ kiện, rũa, bugi, bao lam, móc khóa gì đó. Nó tầm rơi đâu đó tầm khoảng 4-5 món phụ kiện nha mọi người ha. Giá trên bao ship cho mọi người ha. Và đặc biệt mọi người đặt qua trang web nongcoduyhai.com thì bên em sẽ giảm giá thêm 100.000 cho mọi người nhé. Mới chỉ mua với 2.7 triệu một trọn gói. Các bác nào mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em và vui lòng đặt cọc trước cho bên em 200.000 rồi cho địa chỉ bên em ship hàng cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.